Vâng, chào anh em. Em xin giới thiệu đến anh em một cái âm ly Victor AX367. Âm ly này cũng rất là hiếm, chạy 4 sò xăng ken lớn. Âm thanh của chiếc âm ly này rất là hay. Âm ly này có sản xuất khoảng năm 1980 và giá xuất xưởng của âm ly là 111.000 yên. Và giờ chúng ta thấy là chỉnh bass chép ở phía trước này, và cái nắp này đóng lại, nếu không xài đóng lại thì hình âm chiếc âm ly rất là đẹp, còn đẹp nguyên zin nha anh em. Chỉ có lỗi nhỏ là gãy cái móc gài cái nắp này là thôi, nhưng mà không vấn đề gì. Mời anh em chúng ta cùng nghe. Video tiếp theo.